sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các nhà nha. Hôm nay trong khu dân cư mình đang nhận phường Bình Hưng Hòa đó, ngay chỗ đường số 13 và đường số 14B thì lang thang vỉa hè Sài Gòn mà. Thì cuộc sống Sài Gòn TV á quay lại bốn thực đường phố cho cả nhà nha. Thì ở đây thì mình phát hiện là một cái quầy ốc của anh chị nè, khá hấp dẫn. Nên là này, cách mọi người đến cũng khá là đông. Wow, đây là mình sao dừa là gì? Ngàn là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ bắt đầu bán chị? 5 giờ bắt đầu bán rồi nha cả nhà. Bán ốc bình dân thôi, ốc là 20k 30k, thành nên nướng. Thì khá là hấp dẫn à, bỏ trong đó luôn, khỏi cần chén dĩa hay gì hả? À, đây luộc xong rồi bỏ trong cái này luôn nữa nha. Nếu mà có dịp ghé khu dân cư quận Bình Hòa thì cả nhà ghé thưởng thức. Đánh chưa? Khá hấp dẫn. Cô làm tiếp món tiếp theo. Một phần của mình là cứ 20-30 thôi phải không cô? Cao nhất là 30 thôi phải không? 30 đồng giá. Quán ốc đồng giá hả? Đồng giá 30k nha cả nhà. Đây, đồng giá nè, 30k. Cô tên gì cô? Tên ốc luôn hả? Tên ốc luôn. Ôi trời ơi, tên ốc luôn. Nghe là hai bếp là con trai chứ con trai cô đó nghe nhà. Con trai á. Nếu có nhà có dịp mà đi ngang qua khu quà B á, đường Tân á, tức là khu dân cư Bình Lộc ngay chỗ đường Bình Lộc đi vào các bạn. Thứ ba thì mỗi buổi tối là cô bán từ khoảng 5 giờ nha. Tại là mọi người đông lắm. Nhà mình ở trong này nè, mà. Cái này là 30 á cô. Cô tính ốc luôn, cô bán ốc rồi, cô tính ốc luôn. Hấp dẫn lắm. À, bên kia cũng ốc này. Cô với chú. Chú là phụ trách bếp nướng nha. Chú vừa phụ trách bếp nướng, còn cô thì phụ trách một bếp xào, con trai cũng một bếp xào. Đồng giá 30k. Đặc biệt mình thấy món tiếp theo là món gì cô? Đồng quá. Bưng ghế lên nha. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi cả nhà. Món này là món gì cô? Móng tay xào rau muống. À, móng tay xào rau muống nha cả nhà. Ồ, cả nhà thấy không? Mọi người ngồi khá là đông. Khá là hấp dẫn nha. Ốc vỉa hè, ẩm thực đường phố vỉa hè. Thì cuộc sống Sài Gòn TV
giới thiệu cho cả nhà rất rất nhiều món ẩm thực nha. Ở vỉa hè đây nè, con ốc này hấp dẫn nè. Ui. Buffet ốc á. Đầu tiên nó ăn chưa đâu. Đi chợ bỏ vô bằng của cô đó, cái chị mà con hay ấy đó. Có hai món thôi. Ngay là mình làm món gì vậy em? Sao? Hết à? Hấp dẫn không cả nhà? Đông lắm mọi người. Nếu có dịp ghé ngang nha cả nhà. Đây, đường số 13, số 14B nè. Số 3 nè. Đây là món nghêu hấp xả. À, cô bỏ mì vô nữa. Quán ốc đồng giá nha cái nhà 30k. Chị bán có gì? Em không có gì mì không? Ốc hương ăn với mì. Ủa, mình thấy canh ăn muối mà. Này đâu có canh ăn ăn muối. Có hương mà. Rồi, cô thì đi rồi. Review món ăn ẩm thực đường phố sống Sài Gòn TV. Không gì mà bé út mà chú cho con trai bé út nha chú. Qua bé út qua bên kia. Dạ. Cái này lấy hai phần. Con về ngồi đi rồi chú lấy cho. Hai phần nha, nước mỡ hành. Hai con ốc này gan muối con này. Hai cái này gan me, cái này là sầu riêng với đậu hũ. À, buffet luôn tự chọn nè. 30k. Hai con ốc này. Gan muối. Nhớ nha. Ốc 30k đồng giá này. Tự chọn buffet tự chọn. Cái này nhớ nha cô, gan rau muống với mì cho con nha. Học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy rồi? Lớp 12 rồi hả? Vào YouTube bấm Cuộc Sống Sài Gòn TV là biết liền à. Ẩm thực đường phố, ồ hấp dẫn quá. Ồ. Đó là món ốc món tây nha cả nhà. Xào mì. Giống như buffet quá cô. Hấp dẫn lắm nè. Giống buffet quá, giống buffet quá. Ủa đâu rồi, đi nước ta, hai thằng xà lông nấu trên chân ơi. Không có sợi dẻo, có sợi sữa xà lông. Đây là... Cái này mình rang muối hả? Rang muối. Hấp dẫn không? Con lấy cường rang muối nha. Con lấy cái muối đây. Cái muối để con lấy muối được nè. Rồi, muối vô. Dạ. Ăn đi. Nè nước này, nước xà lông xà điểm này. Hai xà lông xà điểm này. Rồi, vào ăn ốc nha cả nhà. Hấp dẫn rồi. Thôi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các nhà nha. Nếu có dịp thì cái nhà ghé quán ốc của chị Ốc nha. Chị nói là chị tên Ốc luôn. Đồng giá 30k nè, để thưởng thức. Hấp dẫn lắm. Rồi, vào thưởng thức nha. Ăn ốc đi cả nhà ơi. Tối vậy. Ồ, ốc cà na nè.
ốc ba. Tối quá, tối quá. Đây em, ốc nè, ốc. Tối quá. Thôi, cảm ơn cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của mình nha. Ôi, ốc hương.